Sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ tế quốc mẫu Hoàng Bà. Đến dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí là lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc cùng nhân dân trong vùng đã đến dự. Để tưởng nhớ những người có công lập đất, lập mường và cũng là dịp để người dân vui chơi sau một năm lao động vất vả. Hàng năm, cứ vào ngày 7 và ngày 8 tháng Giêng, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, nhân dân các dân tộc trong huyện đều hướng về lễ hội khai hạ mường bi. Lễ hội được diễn ra qua hai phần, phần lễ và phần hội. Lễ hội khai hạ mường bi hay còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội dân gian, hoạt động mang tính cộng đồng gắn với truyền thuyết quốc mẫu Hoàng Bà, người có công gây dựng mảnh đất Mường Bi. Lễ hội là sự khởi đầu của một năm mới, là dịp để người dân Mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh, cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, phát triển, và còn là nơi gặp gỡ, giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lễ hội chỉ tổ chức phần lễ mà không tổ chức phần hội. Phần lễ được thực hiện trang nghiêm với đầy đủ nghi thức tế lễ tại đền. Tất cả mọi người tham dự đều tuân thủ nghiêm túc việc phòng chống dịch. Song song với cái việc mà chuẩn bị tổ chức phần nghi lễ của lễ hội khai hạ mường bi thì là phòng tránh dịch COVID-19 là cho các cái thành phần trong ban nghi lễ và các cái đội tế lễ này là phải test COVID hôm 7, thì sáng nay là ngày 8 diễn ra thì mới đảm bảo được. Và thứ hai nữa là khởi động 54 tổ COVID cộng đồng trên địa bàn xã. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại miếu thờ xóm Lý Ải với nghi lễ cúng Thành Hoàng là quốc mẫu Hoàng Bà và tam vị tản viên Sơn Thánh. Sau khi thầy mo làm nghi lễ, khoảng trên 30 người đi đầu là dàn cò ke, ống sáo. Tiếp theo là đoàn chiêng, đoàn cờ, đoàn tế. Các cụ cao niên và nhân dân rước quốc mẫu Hoàng Bà. Theo truyền thuyết kể lại rằng, quốc mẫu Hoàng Bà, thân mẫu của Đức Thánh Tản, là người đã chỉ dạy cho người dân Mường Bi làm ruộng hai vụ, cách ăn, cách ở. Để tưởng nhớ công ơn của vua bà, Lang Quân Mường Bi đã lập miếu thờ bà và tôn bà làm Thành Hoàng của làng. Miếu được dựng tại nơi nghỉ chân khi bà đến xóm Lý Ải. Thời tiết khí hậu thôi, còn phần đa thì cứ mỗi một năm này nó cũng tiến dần lên từng bước. Dân phải nói là cũng ăn ra làm nên nhiều nhiều. Chăn nuôi rồi là sản xuất này khá cũng dễ dàng hơn. Thì chúng tôi cũng thấy phấn khởi, thế là cứ tập trung ra để cầu khấn Phật bà đấy. Xưa kia, đồ tế lễ ngoài xôi, rượu nhất thiết phải có một con hoẵng đi săn được. Nếu không có, phải thay bằng một con bò, kiêng mổ trâu. Ngày nay, con hoẵng được thay bằng con vật khác. Thầy Mo thay mặt dân toàn Mường làm lễ khấn ca ngợi công lao của các vị thần hoàng, cầu cho một năm mới mùa màng tươi tốt, bội thu. Tiếp đó là lễ rước kiệu. Lễ rước được tổ chức rất long trọng với cờ quạt, đồ nghi tượng cùng các vị cao niên, các thầy tế và đông đảo người dân trong vùng. Diễn ra trong nhịp trống chiêng, sắc bùa với ý nghĩa tổng kết một năm lao động, sản xuất và mở đầu công việc trong một năm mới. Đồng thời là nơi gặp gỡ giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, là dịp để người dân tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh. Phần lễ này chỉ có thịt bò. Ngày xưa là có hoáng này, thịt hoáng, không thịt hoáng là thịt bò. Lông đỏ không, lông đen không, ăn trâu không ăn. Ăn để ăn cơm tẻ thôi, cơm xôi. Với rượu, cúng thì cầu lộc cầu tài đầu năm, cầu mưa thuận gió hòa, cho dân làng mạnh khỏe. Ăn sao làm nên giàu sang phú quý. Đây là một trong những nghi lễ mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây cũng là dịp để đồng bào Mường Bi giao lưu gặp gỡ, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, mà qua đây còn góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống, nhất là vào dịp đầu xuân, không chỉ tôn vinh, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu về bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong nước và quốc tế.